Thưa quý vị và các bạn, với số lượng F1 nhiều nhưng cơ sở hạ tầng các điểm cách ly còn nhiều hạn chế, cùng với đó do địa hình đồi núi phức tạp nên việc cách ly tập trung đối với những đối tượng có nguy cơ cao ở huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đang gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các khu cách ly tập trung, các địa bàn đang thực hiện cách ly y tế có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều ngày nay, lực lượng y tế và công an các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đang nỗ lực bám cơ sở để điều tra truy vết các trường hợp F1 để kịp thời đưa vào khu cách ly tập trung. Đặc biệt là giám sát các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Do đời sống người dân ở các bản vùng cao nhiều khó khăn, ý thức còn kém, nhà cửa tạm bợ. Nên nói là cách ly tại nhà, nhưng bà con vẫn tiếp xúc thường xuyên. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng xác định nguy cơ lây lan dịch ở nơi cư trú là rất dễ xảy ra. Thì đối với người dân ở vùng núi trên này thì họ chủ yếu là đang ở trong các cái C5, C7 mà cách xa và xa trung tâm bản là đi đến 4-5 tiếng đồng hồ. Cái nhận thức người dân cách phòng bệnh thì bước đầu người dân chưa chú trọng, tự giác nó chưa cao lắm. Trước nguy cơ lây lan dịch tại khu vực cách ly y tế ở thôn bản, huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã trưng dụng một số trường học để đưa gần 300 F1 đến cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc giãn cách để phòng tránh lây nhiễm chéo ở những khu vực này rất khó thực hiện khi trong một phòng có rất nhiều F1 cùng ăn ở với nhau. Khó khăn nhất là cái phòng ở và cái khu vệ sinh khép kín. Ở đây toàn khu vệ sinh chung không có khép kín. Các đối tượng vô cách ly chủ yếu là gia đình. Gia đình có thể là 5-6 người một phòng một tập trung ở chung. Đối với thực tế, cái khu cách ly tập trung hiện tại của Tương Dương và Kỳ Sơn, F1 nó đủ lượng lớn. Mà chúng ta tiến hành cách ly tập trung với cái điều kiện như thế này, nghĩa là các cái phòng cách ly nó số lượng người ở nó đông, có từ 5 người trở lên. Thì nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly là hiện hữu. Ngay trên địa bàn Tương Dương đã có một cái trường hợp F0 xảy ra trong một cái phòng cách ly 6 người. Chúng tôi đã tiến hành tách cái trường hợp F0 này ra. Và ông đã tiến hành là triển khai ngay các cái biện pháp để mà tách rời các cái trường hợp cùng phòng ra các cái phòng riêng. Hiện nay, hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đang huy động tổng lực để tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời sớm khoanh vùng những khu vực các F0 đã lui tới để thực hiện tiêu độc khử trùng và thiết lập khu vực giãn cách. Trên thực tế, do địa hình đồi núi cao, cùng với đó là tập tục sinh hoạt sản xuất của người dân thường xa trung tâm bản, nên việc rà soát hết các trường hợp có nguy cơ cao liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở các xã Lượng Minh, huyện Tương Dương và Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có thể phải kéo dài nhiều ngày tới.